trăm đặc cử tổng thống Mỹ ảnh hưởng mạnh tới nhà đầu tư tổ hợp khách sạn sân golf tại Hưng Yên. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai ông Trump giữ cương vị chủ nhân nhà trắng sau nhiệm kỳ 1 từ năm 2016-2020. Trước đó theo nhận định của giới phân tích cho rằng ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam sẽ không khác biệt dù ứng viên đảng nào chiến thắng nhưng chứng khoán có thể biến động mạnh nếu như Trump đắc cử. Và đúng như vậy, trong ngày 6 tháng 11, chứng khoán Việt Nam cũng chứng kiến đà bật tăng mạnh mẽ của nhóm bất động sản khu công nghiệp. Thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực với hàng loạt mã tăng giá như VGC của Viglacera, SSC của Sonadeji Châu Đức, ship của công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG. Đặc biệt, dòng tiền mạnh mẽ ập tới đẩy cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, nhà đầu tư tổ hợp khách sạn Sơn Gôn tại Hưng Yên đã tăng kịch trần lên mức 28.850 đồng trên một cổ phiếu, cùng tổng khối lượng đạt giao dịch gần 20,3 triệu đơn vị, đứng thứ hai toàn thị trường về thanh khoản. Trước đó, sau khi Đô thị Kinh Bắc công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2024, ấn tượng với doanh thu đạt 950 tỷ đồng, gấp 3,8 lần lợi nhuận sau thuế đạt gần 202 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 18,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giới phân tích đánh giá tương lai của doanh nghiệp tươi sáng, thuộc số ít các doanh nghiệp có triển vọng tích cực như đầu tư công, thép và bất động sản công nghiệp. Đặc biệt công ty đô thị kinh Bắc sẽ hưởng lợi nếu ông Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử. Ngoài hưởng lợi từ kỳ vọng tiếp tục đón làn sóng dịch chuyển FDI, cổ phiếu KBC của công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc còn hưởng lợi đáng kể khi vừa ký kết hợp tác với tập đoàn Trăm trong việc phát triển dự án bất động sản ở Hưng Yên. Tập đoàn Trăm phát triển dự án khách sạn Sơn Gold và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên. Cuối tháng 9 vừa qua, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC đã thông tin Tập đoàn Trump sẽ phát triển dự án khách sạn Sơn Côn và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên. Đây là công ty con của tổng công ty phát triển đô thị kinh Bắc. Quy mô dự án khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Donald Trump cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Trump và công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên. The Trump Organization được biết là tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình ông Donald Trump. Theo Trump Organization đã đầu tư và sở hữu một loạt khách sạn, sân gôn bất động sản thương mại và nhà ở khắp nước Mỹ cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân gôn ở Dubai, Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đô thị Kinh Bắc, và cũng đang là chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Hưng Yên Group cho biết, gia đình ông Trump luôn tiên phong trong việc đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho ngành khách sạn và đô thị Kinh Bắc, mong đợi sự hợp tác đầy tiềm năng này. Tổ hợp dự kiến bao gồm hệ thống sân gồm VVIP 54 hố, đồng bộ resort cao cấp và hệ thống villa phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cấp cao. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, quần thể đô thị, nhà ở hiện đại. Đô thị Kinh Bắc là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với quỹ đất hơn 6.600 ha trải dài từ Bắc và Nam, tương đương 5,09% quỹ đất khu công nghiệp cả nước. Đô thị Kinh Bắc là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp này còn sở hữu quỹ đất hơn 1.400 ha, đất khu đô thị ở các tỉnh thành phố lớn trên cả nước. Hiện đô thị Kinh Bắc đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý, triển khai loạt dự án bất động sản dân cư như khu đô thị Tràng Duệ 42 ha, khu đô thị Tràng Cát 585 ha, khu nhà ở xã hội Tràng Duệ 3 ha, cùng tại Hải Phòng, khu đô thị Phúc Ninh 115 ha tại Bắc Ninh, khu nhà ở xã Hội Nánh 13 ha tại Bắc Giang.